Chiều chiều chị em bảo nhau, order nem rán mau mau góp tiền. Thơm thơm chấm ớt cực ghiền, bảo sao ai cũng ăn liền giam em. Tự dưng xuất khẩu thành thơ đấy mọi người ơi. Các bạn biết không, nem chua rán nằm trong top 10 những món ăn vặt Ninh mê nhất ở Hà Nội luôn. Có một vài quán ngon bạn có thể tìm ở trong bản đồ ăn của Ninh Tito đấy. Nhưng mà nếu mà bạn đã lỡ xem clip này rồi thì xin mời bạn cùng Ninh ghé qua quán nem chua rán ở số 36 ngõ Tạm Thương, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhé. Các bạn đã bao giờ nghe câu trai ngõ chạm, gái tạm thương chưa? Chắc chắn là chưa rồi, tại vì là nhắc đến tạm thương thì ai mà nghĩ đến câu đấy. Người ta nghĩ ngay đến cái nem chua rán cơ. Ninh có một điều thú vị muốn chia sẻ với mọi người về nem chua rán ở đây đấy. Vì nem chua rán ngõ Tạm Thương là nem thịt, không có tẩm bột chiên xù hay là chiên giòn như các hàng khác, nên người ta còn gọi cách khác, đó chính là nem cởi chuồng. Đấy. Mà bảo nhá, là nem chua nhưng mà không hề có chua và cũng không phải ủ men trong lá chuối đâu. Vị của nem chua rán ý, nó béo ngậy thơm ngon, có chút dai dai dính dính lại cùng chút ngọt ngọt, chấm ớt lại vô cùng hấp dẫn đặc biệt. Nên là nếu mà ai đã chót nếm qua một lần là chắc chắn nhớ mãi không nguôi luôn. Bạn bè của Ninh ở Sài Gòn ra nhớ kinh khủng khiếp. Chị Hảo chủ quán chia sẻ với Ninh rằng là nem chua rán 36 ngõ Tạm Thương là một trong những quán nem chua mở đầu tiên trong ngõ. Tính đến nay thì cũng đã được hơn chục năm rồi. Tới giờ, cửa hàng đã phát triển đến hơn 20 chi nhánh ở khắp Hà Nội luôn. Ui, kinh doanh đỉnh thật. Chị Hảo bảo, để có thể xây dựng được thương hiệu nem chua rán 36 Tạm Thương trở thành một thương hiệu nổi tiếng như bây giờ thì chữ tín luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Chị cũng là một trong những người đầu tiên đưa nem chua rán ngõ Tạm Thương đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là với các bạn trẻ, thông qua việc liên kết với rất nhiều các ứng dụng giao hàng, các trang mạng xã hội hay là website. Bởi thế, phần lớn khách hàng của quán chủ yếu là người trẻ tuổi, các cặp đôi, các nhóm bạn hay đơn giản là các bạn học sinh thôi, trong đó có cả Ninh ấy. Mà thật ra thì Ninh thấy thú vui ăn nem chua rán từ lâu đã xuất hiện trong văn hóa ăn vặt của người Hà Nội rồi. Nó phù hợp với tất cả thời điểm, với rất nhiều kiểu bữa ăn trong ngày luôn. Ngoài nem chua thì ở đây còn bán cả khoai tây chiên, khoai tây lắc, phô mai que. Tất cả sẽ được chiên cùng với cả bơ cho thơm nhá. Mà các bạn để ý không, chảo dầu ở đây á được thay khá thường xuyên, nên là ít gặp cái cảnh mà đen xì như mấy cái quán khác đâu. Nem chua thì sẽ có giá là 6.000 một chiếc, các món khác có giá dao động từ 6.000 đến 35.000, có nhận hình thức chuyển khoản nhá. Quán mở cửa từ 8:30 sáng đến 23:00 tối mỗi ngày, có chỗ gửi xe ở bên cạnh quán. Tuy nhiên phải chia sẻ thật, điểm trừ của quán là tuy có chỗ ngồi nhưng mà nó khá là bé. Nếu mà ngồi tầng 1 ngay cạnh bếp thì lại còn dễ bị ám mùi dầu mỡ nữa, nên là chủ yếu quán bán mang về hoặc là đặt ship. Chính vì vậy, nếu mà bạn nào muốn tránh tất cả mọi thứ ở kia Ninh đã nói đến thì đừng chần chừ, nhấc máy lên gọi các ứng dụng giao hàng và bạn sẽ có một bữa ăn thật là ngon. Chúc các bạn sẽ có một trải nghiệm thật vui tại nem chua rán 36 ngõ Tạm Thương nhé.